Mai xin mến chào tất cả mọi người. Cũng rất là lâu rồi Hiếu không có up video. Thời gian vừa rồi thì khá là bận, làm quá nhiều việc, áp lực công việc, rồi một phần do mình bệnh nữa các bạn. Bị viêm họng các bạn, mình bị viêm họng mãn tính nên nó hành riết không có nói chuyện, không có ra tiếng nên không có làm clip up cho mọi người xem được. Mọi người thông cảm nha. Thì bản thân mình thì rất thích là làm những cái clip vui, clip ấy trong công việc up cho mọi người tham khảo cho vui, nhưng mà mọi người thông cảm nha. Bệnh quá nói chuyện không có được. Hôm nay anh em mình đi giờ dịch chuyển cái máy mà đi làm với thằng Hiền. Tiện hỡi quay một xíu chia sẻ mọi người cho vui. Này kỹ sư Hiền đang hiện tại đang thay ăn kìa. Không mát gì mày bắt leo vô lông leo cho mệt. Không, leo cho nó khỏe hả? Leo vô lông cho nó khỏe. Đó. Kỹ thuật leo hết vô lông. Người 80 kg mà nhảy nhé mà nghe lên. Giống nước cái em đó lại bỏ đây xuống đi ngủ được cho chó ăn nha. Cái đó là cho chó ăn á. Tao đâu gần mấy cái bình điện mà sợ lắm. Bình điện ấy, cẩn thận. Có cái bình điện đâu mà. Nó bẻ như bẻ củi á. Kinh à. Kinh. Sáu rảnh nè, có hai không leo mà leo bù lon. Vâng các bạn, hiện tại anh em mình đang đi dời cho một cái dịch chuyển cho một cái máy. Hiện nó ra dây hết rồi, giờ chỉ kéo lên thôi. Thấy cục điện là toàn là cái gì cho vay tiền nè. Cái gì hút hầm cầu nè. Cái gì? Cao gì? Kéo coi. Cái kia mày cột thấp mà sao cao được? Đằng kia cột thấp mà sao đầu này cao được? Bạn à. Thế à? Đây có hai trái bơm mà ai quăng đây nè. Trong thùng rác nè. Mày nói cái này cái gì hen? Dưa. Hả? Rượu dưa. Rượu dưa hả? Không biết nhậu. Không biết nhậu này, cái này đâu biết. À rượu dừa Bến Tre. Cái này nó cưa cho trồng lan được á. Được không? Được. Cái thằng kia nó cục ra lan cái dừa đó. Cưa ra là phải nó nấm luôn, nó chịu. Sao người ta không để lại chân ta đẹp mà. Cái này bằng trái dừa hả? Rất xin lỗi mọi người, tại vì mình không có uống rượu nên mình chẳng biết cái rượu dừa là cái gì. Hả? Sao không biết nhậu mà. Tao uống rượu à? Ba lần nữa nha. Hên là có đội nón các bạn. Nó làm mà chuyên gia ở trên kìm ở trên. Trên đó mình đứng ở dưới mà nó rớt kìm xuống 3-4 lần rồi đó. Hên không trúng. Thằng này không được nha, phải kiểm điểm lại nha. Cái mũi kìm này mà nó quýnh vô ngay người là chắc cũng phê các bạn. Còn ha. Mà nó làm rớt hoài. Ủa anh nhớ bữa đây có cái cọng dây nào mà hàng. Có cọng dây kìa. Đó. À thế à.
đây có một trái bơm nước các bạn. Bơm nước nằm trên cục điện. Cái này hình như mạng của mạng FPT thì phải. Mình thấy theo cái chữ ghi trên cái số này là chữ FPT các bạn nha. Chứ còn mình ở đây không có hàng rồi, tại vì có cái tủ ngay chỗ này thì cứ bấm đầu rồi thôi. Đây có một trái bơm nước đầy nhóc luôn mà. Đó, bạn thấy nước lỏng bổng hả? Cắt thử nè. Hả? Đây. Đây là một trái bơm nước. Một trong những bông hoa nhỏ mà làm một trong những nét tô điểm lên cho những cây cột điện nó đẹp và nó sống động hơn. Đây là một trong những cái lý do mà các bạn hay xài mà trời mưa cáp quang mà xài trời mưa nó bị tại sao nó hư các bạn nha. Chứ cáp quang thì không có hư được, tại vì người ta làm như thế này nè các bạn. Trời mưa đó cái nó nặng á, nước nó vào cái chai này nó nặng, nó trì xuống thì cái cộng quang của bạn nó bị co như thế này, nó gặp lại là nó sẽ bị si hao, làm cho tín hiệu quang của bạn nó không ổn định, nó bị rớt. Đó là đây là một trong những lý do mà trời mưa mà mạng các bạn bị hư á nha. Chứ còn cáp quang thì trời mưa trời gió gì, như con cáp quang này trời mưa trời gió gì không bao giờ ảnh hưởng tới đó. Đó, đây là một trong những nguyên nhân. Đó là leo mới có hai ba cục điện mà làm gì mồ hôi ướt nhà báo à. Đây các bạn thấy. Hôm nay mình làm trong mùa nắng mà các bạn thấy làm chừng leo chừng hai cục điện thôi là áo mà đem xuống mà vắt ra nước luôn. Bởi vì trời này bệnh hoài các bạn. Khá là lâu rồi nên không có làm clip nên các bạn không cảm nha. Đó, bây giờ mình cắt cái này ha. Cắt cái này cái ở trong này nó đóng màng màng bên bờ thôi bạn. Trời nắng lên cái nó khô cái là các bạn đụng vô trên nó sẽ bị gãy nha. Hiện tượng của cáp quang là nó như vậy. Rồi, kéo xong rồi giờ vô nhà các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lúc sau nha.